Chuyện nữ nhân hờn ghen Isapakatathi, kệ ngôn pháp cú câu 314. Akatang dukatang siyo pachatapati dukatang katangcha sukatang siyo yankatwa nanutapati. Ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn. Pháp cú câu 314. Tốt hơn không nên có hành vi sai lầm, nếu hành ác sẽ làm khổ ta về sau, nên có hành động tốt, sau khi làm không sầu muộn. Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Setawana, đề cập đến nữ nhân hờn ghen. Một nữ nhân hờn ghen, bà đã hành phạt tàn nhẫn đối với một nữ tỳ đã gian díu với chồng bà. Bà bắt trói giam vào nhà, rồi hai vợ chồng đi đến tinh xá nghe pháp. Thân tộc thấy tội nàng nữ tỳ nên thả nàng ấy ra. Người tớ gái liền đi đến tinh xá bạch sự kiện này đến đấng thập lực. Đức đạo sư phán dạy rằng, dù chỉ một việc ác nhỏ cũng không nên phạm, dù chính hành động không ai biết cũng thể hiện, vì hành vi bất thiện sẽ kết quả khổ ở tương lai, hành vi thiện sẽ được sự an lạc. Rồi Ngài thuyết kệ ngôn, tốt hơn không nên có hành vi sai lầm, nếu hành ác sẽ làm khổ ta về sau, nên có hành động tốt, sau khi làm không sầu muộn. Chú giải, trong những ý nghĩa các câu văn ấy, câu Dukkatang, hành ác dẫn đến khổ cảnh, tốt hơn nên hành thiện, hướng thượng, Pachatapati, chính hành động ấy, khiến chúng sanh mòn mỏi sầu muộn mỗi khi nhớ đến, Sukkatang, hành thiện sẽ đưa chúng sanh đến nhàn cảnh, Yankatwa, người có hành động tốt về sau không sầu muộn, là hoan hỷ với việc thiện mình đã làm. Dứt thời pháp, cả hai vợ chồng chứng quả dự lưu, tất cả gia nhân cùng gia chủ đều hướng về chánh pháp. Dịch giả cẩn đề, máu ghen thông bệnh của đàn bà, tớ gái sao gan lấy chủ nhà, lẻo mũi lắc tay cho xấu mặt, từ nay phải bỏ thói điêu ngoa, chồng ngốc tưởng đâu vợ cũng hiền, theo đi nghe pháp ở kỳ viên, bất ngờ nô tỳ ra đầu cáo, gương bể không lành, thật đảo điên, đời nay bác sĩ giỏi nhiều khoa, ghép mũi khâu tai trẻ đẹp ra, tóc giả trùm đầu, xinh quá mộng, còn ai hờn mát tuổi xuân già. Dứt tích nữ nhân hờn ghen,